Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là tối ngày 30 tháng 6 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là 11 rưỡi tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ thanh lý giá rẻ cho các bạn. Thì các bạn nào chưa ưng sản phẩm nào bên mình, các bạn hãy đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối bên mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ. Các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm bên mình hôm nay, buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu bạn chiếc sản phẩm Samsung Note 8 nhé. Đấy. Note 8 đấy ạ. Hôm nay nhà mình vừa mới về được sản phẩm Samsung Note 8. Con này là bản Hàn 2 SIM nhá. Đấy, con này là bản Hàn 2 SIM ạ. Đấy, con Note 8 này. Hình thức con này còn loại là 90% nhá. Vỏ thì có hơi bị phẩy một chút đấy ạ. Vỏ thì góc đây thì hơi bị phẩy một chút đấy ạ. Đấy, vỏ thì hơi phẩy một chút, mặt lưng thì hơi phẩy một chút này. Đấy. Mặt kính thì hơi bị phẩy một chút nhá. Đấy, con Note 8 này. Con Note 8 này thì là bản Hàn 2 SIM. Con này thì là cấu hình là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 256GB các bạn nhé. Này. RAM 6GB, bộ nhớ trong là 256GB ạ. Đấy. RAM 6GB, bộ nhớ trong 256GB. Màn hình là đẹp không ám ố các bạn nhé. Con này thì màn đẹp nhé, không ám ố đấy ạ. Đấy. Con Note 8 đấy ạ, Note 8 một thời con này cũng là siêu phẩm lắm nhé. Mấy chục triệu đấy các bạn ạ. Đây, cam rất là nét. Nó tám đấy ạ, rất là đẹp đấy. Con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 4.500k nhá. 4.500k. Các bạn đã sở hữu sản phẩm Samsung Note 8 cho các bạn nhé. Con này là bản Hàn 2 SIM 2 sóng, bản RAM 6GB, bộ nhớ trong là 256GB này các bạn nhé. Thì hàng mình là sớm nhất nhá. Một là qua Zalo, số này mình dùng Zalo. Và hai, các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại mình. Và đây địa chỉ cửa hàng của mình, các bạn ở gần địa chỉ cửa hàng mình, các bạn thể trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để mua bán và trao đổi. Còn các bạn ở xa thì bên mình có ship, và hình thức ở xa thì bên mình là có là ship 3 miền nên các bạn yên tâm. Hình thức mua hàng ở xa rất nhiều hình thức. Một, các bạn có thể chọn hình thức là chuyển khoản trước, và hình thức thứ hai các bạn lại chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán các bạn phải cọc phí ship của mình 50k và 100k tùy theo mức giá phẩm nhé. Đấy. Đấy. Thì theo nhiều bạn có đặt câu hỏi mình có nên mua hàng online không, thì các bạn có thể là nên mua hàng online nhé. Đấy, các bạn ngồi tại nhà cũng có người mang hàng qua, các bạn test máy và nhận hàng thanh toán nhé. Còn và lúc test máy mà có lỗi gì thì các bạn có thể là báo lại chủ hàng và để đổi lại sản phẩm khác cũng được. Đấy, như bọn mình bán hàng online nhiều khi cũng được bao nhiêu đâu. Nhiều khi vận chuyển vào nơi nào thì lúc mà thì rơi vỡ nào thì lúc mà nói chung là nhiều nguyên nhân lắm. Rơi vỡ nào thì đốm màn hình lúc thì nhiều con máy nó còn không ở lên nguồn cơ. Mình nhiều khi mình khó hiểu lắm. Điện thoại nhiều khi rất là khó hiểu. Bình thường mình ở nhà mình rất là ok, mình không sao, nhưng mà có khi mình ship vào cho khách, có nhiều con còn không lên nguồn cơ. Có nhiều con còn tự nhiên chảy hết cả mực màn hình cơ. Đấy, nhiều khi bọn mình bán hàng online có được bao nhiêu đâu mà. Nên là các bạn cứ ủng hộ bên mình nhiệt tình nhé các bạn nhé. Và tất cả sản phẩm bên mình có lỗi đổi một tuần và bảo hành là 6 tháng cho các bạn. Tất cả địa chỉ lỗi liếc các bạn có thể là gửi qua địa chỉ cửa hàng nhà mình, và mình bên mình sẽ khắc phục và bảo dưỡng cho bạn nhé. Samsung Note 8 bản RAM 6GB, bộ nhớ trong 256GB, bên mình đang bán cho bạn với giá là 4.500k nhé. 4.500k thì rất là rẻ nhé. Đây, hình lúc thì lưng thì hơi phẩy một chút, màn thì có hơi phẩy một chút nhé. Đây, hơi phẩy một chút này. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 các bạn nhé, thì hàng mình là sớm nhất nhá. Note 8 đấy ạ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay là chiếc Oppo F7 ạ. Này, F7 thì con này thì là hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Tình trạng con này thì là khách đã thay ép kính một lần nhá. Đấy. Con Oppo F7 này thì khách đã ép kính một lần. Hình thức của máy còn độ 85 đến 90%. Con Oppo F7 này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2 triệu đồng nhá. Đấy, mình mua sao thì mình báo vậy. Này, Oppo F7 ạ. Này, Oppo F7 cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con này thì bên mình đang bán với bạn với giá là 2 triệu đồng. Con này thì là khách mình thâu lại của khách, tình trạng là khách đã báo là ép kính một lần rồi nhá. Đấy, con nào như tí nào thì mình sẽ báo luôn cho các bạn nhé. Đấy. Và đây là con Vivo gì nhỉ? Con này là Vivo Y81 nhá. Y81, nhưng Vivo Y81. Con này là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con Vivo Y81 này thì hình thức là máy đẹp là trên 90%. Con này thì bên em đang bán cho bạn với giá là 1.900k nhé.
Vivo Y81 đấy ạ. Nói chung những sản phẩm Vivo, Oppo các bạn chủ đập máy mới hỏng thôi. Còn bình thường lỗi vặt rất ít nhá. Đấy, trong cái quá trình gửi hàng đi mà các bạn nhận hàng có một vấn đề gì thì các bạn liên mong các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại nhà mình nhé, để trao đổi và các kiểu ABC nhé. Hoặc là nói chung là nhiều khi tin nhắn mình không trả lời kịp thì mong các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình để mình sẽ hỗ trợ và khắc phục cho bạn là sớm nhất nhé. Này, Vivo Y81 ạ. Này, Vivo Y81 đấy. Y81 RAM 2 bộ nhớ trong là RAM 3 bộ nhớ trong là 32GB chỉ với giá là 1.900.000. Đấy, 1.900.000 đây. Đây. 6S hôm nay mình vừa mới về được hai con. Đây, một con màu gold này, đấy, màu gold. Đấy, một con màu gold và một con màu trắng này thì là 2.1 triệu. Còn con màu gold này là 2.2 triệu các bạn nhé. Đây. Hai con này đều là bản 16GB ạ. iPhone 6S này, iPhone 6S. Đấy, hai con này đều đã bản 16GB nhé. Tất cả là bình máy bình thường nhé. Hình thức là máy rất là đẹp nhé. Này, hình thức là máy đẹp là trên 90% nhé. Trên 90%. Hôm nay mình vừa về con này xong. Con này thì là 2.1 triệu và con này thì là 2 triệu 1. Con này thì là 2.2 triệu và con này 2.1 triệu nhé. iPhone 6S 16GB, phiên bản 16GB đi ạ. Nói chung là 6S dùng sướng, rất là sướng hơn nhiều sản phẩm Android rất là nhiều. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6S 16GB thì các bạn nhận hàng là sớm nhất nhá. Đó, 2 triệu 2 và 2 triệu 1 nhá. Rất là rẻ cho các bạn nhá. Nay nhà mình về được hai con đây ạ. Mình sẽ bỏ cái biển ra giới thiệu cho các bạn nó dễ. Đây. Và đây là con Oppo A37. A37 thì hôm nay nhà mình vừa mới về được con này xong. Đây. Oppo A37. Đây, con này thì hôm nay vừa mới thâu lại của khách xong, có một cái ốp rất là cute nhé. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là giá là 1 triệu đồng. Này, máy đẹp như nồi canh luôn này, đẹp, máy màu gold nhá, restore gold rất là đẹp nhá. Hình thức máy còn 90%. Con này thì bên em đang bán cho bạn với giá là 1 triệu đồng. Đấy, các bạn nhà các bạn mà có em nhỏ học sinh các kiểu ABC ấy thì các bạn có thể là tặng các em nhỏ rất là ok nhá. Đây là con Vivo, con này là Vivo gì nhỉ? Mình quên mất rồi. Con này là Vivo Y63 hay sao ấy? Mình quên mất rồi, con này. Để mình xem lại. Vivo Y63. Đây. Y66, con này là Vivo Y66. Con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 32GB nhá. Con này thì là máy nó là toàn tiếng Anh nhá, bản sách tay, con này bản sách tay toàn tiếng Anh này. Con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 1 triệu đồng. Màn hình con này là màn hình hơn 5,5 inch. Thì con này nó chỉ hơi bị sứt một tí ở dưới này và một tí ở trên thôi nhá. Sứt dưới tí. Con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 1 triệu đồng đấy ạ. Vivo, con này là Vivo Y66. RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 1 triệu đồng nhá. Đấy, con này thì hôm nay vừa mới thâu lại của khách xong. Máy zin nguyên bản nhá. Đấy, Vivo 2 SIM 2 sóng nhá. Con này thì chạy 2 SIM 2 sóng và một thẻ nhớ trên đầu này nhá. Bạn nào thích sản phẩm Vivo Y66 này các bạn nhận hàng liền sớm nhất, RAM 3 bộ nhớ 32GB đấy ạ, rất là rẻ. 1 triệu đồng nhá. Đấy, năm 2020 điện thoại rất là rẻ. Thì các bạn là người tiêu dùng thì các bạn có thể là tha hồ lựa chọn sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ bên mình nhá. Đấy. Và đây là con Vivo gì nhỉ? Con này là con Oppo A1K thì hôm nay nhà mình vừa mới về được con này xong. Con này là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 1.800.000. Hình thức là con A1K này thì là máy đẹp là trên 90% nhé. Màn hình là hơn 6 inch. Đấy, tràn viền tay thỏ tay chuột đấy ạ. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A1K màu đỏ này thì các bạn nhanh tay đà mình được sớm nhất nhé. Đây, màu đỏ đây ạ. Đấy, 1.800.000 nhé. Và đây là con Oppo A7. A7 thì hôm nay nhà mình vừa mới về được con này xong. Cấu hình con này là mình sẽ xem cấu hình là bao nhiêu ghi. RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB, Oppo A7 đi ạ. Oppo A7 đi ạ. Hình thức con này còn đẹp là 90%. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.200.000 nhá. 2.200.000 đấy ạ. Oppo A7 đi ạ. Màn hình là hơn 6 inch. Đấy, pin thì là 4000. Tràn viền tai thỏ tai chuột đấy ạ. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Oppo A7 RAM 3GB, bộ nhớ 32GB này
thì các bạn nhanh tay hàng mình sớm nhất. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 2 triệu 200k nhá. Giá cực kỳ là lợn chết cho các bạn nhé. Đây là con S7 ạ. S7 thì con này thì là hình thức là máy nó đẹp, nó khá là đẹp luôn. Con này thì cái máy hình thức còn đẹp là 90%. Con này thì nó chỉ bị sứt một tí kính, tí kính thôi. Con này thì là màn đẹp không ám nhé. Đấy, màn đẹp không ám. Con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 1 triệu 700k đấy ạ. 1 triệu 700k con này chỉ sứt một tí kính thôi nhỉ. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S7 thì các bạn nhớ hàng mình sớm nhất nhé. S7 đã RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB nhé. Giá chỉ về giá 1 triệu 700k đấy ạ. Samsung S7 đấy ạ. Đây, S7 thì hôm nay nhà mình có 2 con. Con này thì rất là đẹp nhé. Con này thì bên mình đang bán với bạn với giá là 1.950.000. 1.950.000 sản phẩm Samsung S7 đấy ạ. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S7 thì các bạn nhà hàng mình là sớm nhất nhá. 1.950.000 đấy ạ. Con này thì máy màu gold. Hình thức là máy đẹp là trên 90% nhé. Đấy, S7 đấy ạ. Rất là đẹp. Đấy, 1.950.000 nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S7 thì các bạn nhà hàng mình là sớm nhất nhá. Đây là con này là con gì nhỉ? Hôm nay nhà mình vừa về được con này Samsung này là Samsung A8 2018 ạ. Thì A8 2018 này thì là con này thì là bản RAM 4GB. Bộ nhớ trong con này là gì nhỉ? 32GB. Con này là bản Hàn đã được lên 2 SIM nhá. Đấy, con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 2 triệu 600k. Đây 2 triệu 600k sản phẩm Samsung A8 2018. Con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con A8 2018 này thì là bản Hàn đã được lên 2 SIM. Bên mình đang bán với giá các bạn giá cực kỳ là rẻ, 2 triệu 600k nhé. Đây 2 triệu 600k sản phẩm Samsung A8 2018. Hình thức là máy đẹp như là mới luôn nhé. Rất là đẹp đấy. Đẹp như là mới luôn. Đấy, các bạn loại này các bạn về dùng yên tâm nhé. Thao đập phá nhé. Đấy. Đây ạ. Hai con này là con hai con gì nhỉ? Hai con gì nhỉ, Samsung Note 5. Note 5 thì con này là 1.6 nhá. Và con này là 1.5. Đấy, tình trạng thì hai con này thì nó hơi bị lưu ảnh một chút nhá. Đấy, màn hình thì hai con này là bị hơi bị lưu ảnh một chút. Nói chung là lưu ảnh mờ mờ thôi các bạn. Nhìn cũng không rõ lắm đâu. Đây. RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con Note 5 này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.500k nhá. Note 5 1.500k này. Cực kỳ là rẻ nhá. Và con Note 5 này thì là màu gray. Con này thì đẹp hơn. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.600k nhá. Đấy, Note 5 này 1.600k và 1.500k nhá. Thì tình trạng là máy chỉ bị lưu ảnh màn hình thì thôi. Đây, lưu ảnh màn hình. Bên mình đang bán bạn với giá 1.600k này và 1.500k, hai sản phẩm Samsung Note 5. Ngày trước con này cũng là siêu phẩm. Mấy chục triệu cơ, hơn 20 triệu cơ. Bây giờ chỉ với giá 1.500k và 1.600k rất là rẻ cho các bạn lựa chọn nhá, Note 5 đấy ạ. Buồn ngủ quá. Và con này thì là gì nhỉ? Con này thì là Samsung gì nhỉ? Con này là Samsung A5 2015. Thì này, con này là bản Hàn một SIM nhá. A5 2015 bản Hàn một SIM. Thì hình thức con này còn độ 80% đây này. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 700k nhá. Đấy, nhà các bạn mà có các em nhỏ, học sinh, sinh viên các bạn mua về ở đây tặng các bạn, các em nhỏ làm máy phụ hoặc đi học nó chóng may mà bị mất các kiểu ABC thì nó không bị sót ruột nhá. Đấy, con Samsung A5 2015, con này là bản Hàn một SIM. Bên mình đang bán bạn với giá lợn chết 700k nhá. Đấy, các bạn làm máy phụ nghe gọi cũng thay con đèn trắng rất ok nhá. Đấy, 700k rất là rẻ nhá. A5 2015 nhá, 700k đấy ạ. Ui giời. Và sản phẩm ở cuối cùng buổi tối ngày hôm nay, nhà mình về được con Samsung A9 này. A9 2020 đấy ạ. A9 2020. Con này là RAM 8GB, bộ nhớ trong con này là 128GB. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 3 triệu 800k nhá. Thì con này thì sẽ bên mình sẽ còn tặng càng bên này, thì con này thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Con này thì là có sạc nhanh kèm tặng máy nhá. Sạc nhanh theo máy nhá. Con này thì có sạc nhanh theo máy nhá. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 3 triệu 800k. Thì con này thì nó chỉ bị hơi bị cấn hai góc trên này tí thôi. Đây, chỉ cần mỗi tí này thôi nhá. Đấy, và tất cả là đẹp, còn lại là đẹp nhá. Đấy, chỉ cần mỗi tí này. Đấy, được cái thì con này mình có thâu lại được sạc VOOC 18W nhá. Đấy,
sạc theo máy luôn nhá. 3.800.000 sản phẩm Oppo A5 A9 2020. RAM 8GB, bộ nhớ trong con này là 128GB nhá. Đấy, màn hình là hơn 6 inch. Tràn viền tai thỏ, tai chuột đây. Máy có một bạn gái dùng rất là dữ, bạn gái rất là xinh. Chỉ bị cấn một tí ở đây thôi và một tí đây thôi nhá. Đấy, bên mình đang bán bạn với giá là 3.800.000. Có tặng kèm theo sạc theo máy các bạn nhá. A9 2020 đấy. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình cũng có ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn chưa ưng sản phẩm nào bên mình, các bạn có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối bên mình sẽ ra clip cũ giá rẻ, các bạn sẽ người xem đầu tiên. Và đây là địa thông tin liên lạc và địa chỉ cửa hàng của mình. Thì tất cả sản phẩm bên mình thì mình sẽ báo giá trực tiếp. Còn lỗi thì các bạn có thể là gửi lại địa chỉ cửa hàng mình và mình sẽ bảo hành và sửa chữa cho bạn, nên các bạn yên tâm nhá. Mua hàng ở xa yên tâm, không phải lo ạ. Bên mình thì không có chuyện là cò quay các kiểu ABC đâu, nên các bạn yên tâm nhá. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và xin chúc bạn xem video mình buổi tối ngon và cuộc sống luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc, và hẹn bạn với tiếp tối ngày mai nhá.